Thưa quý vị và các bạn, dù mới chỉ là học sinh trung học nhưng một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã tự mình lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, truyền thông và triển khai một dự án ý nghĩa cho các bạn nhỏ ở vùng cao. Đó chính là dự án máy tính cho trường học, Bluebeer Computer, máy tính gấu nâu. Dự án hoạt động theo mô hình thu thập máy tính cũ, sửa chữa và chuyển đến các trường học ở miền núi. Như vậy thì kết thúc chuyến đi Thái Nguyên thì mình đã giúp được 326 học sinh và cho tận 1400 máy tính. Về phần marketing thì chúng ta cũng cần phải lưu ý các người dùng hơn trên Facebook. Mình nên update nhiều hơn về các chuyến đi. Người ta thấy được là mình đang cần thêm nhiều máy tính hơn nữa. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng các cô bé, cậu bé này đã tự mình làm mọi việc, từ xây dựng ý tưởng dự án cho đến lên kế hoạch các chuyến đi và trực tiếp thực hiện. Đặc biệt hơn khi đây lại là một dự án mang ý nghĩa cộng đồng. Các bạn ấy dám nghĩ, dám làm và hơn nữa lại chọn một cái thứ tốt cho cộng đồng thì tất cả các phụ huynh đều rất là mừng và bất ngờ là các bạn ấy cuối cùng cũng đã triển khai được cái dự án này có những thành tựu ban đầu. Bất ngờ hơn khi những chiếc máy tính cũ lại được chính các bạn tự tay sửa chữa. Cậu bé 14 tuổi này chính là người lên ý tưởng dự án và cũng tự tay sửa chữa máy tính, hướng dẫn cho các bạn trong nhóm cùng thực hiện. Bên Điện Biên vào thăm một nhà trường, thì rất là nhiên khi mà chỉ thấy có một chiếc máy tính không kết nối được với Internet và chỉ dành cho giáo viên dùng thôi. Con muốn là giúp các bạn học sinh và cách trao tặng máy tính con, học cách sử dụng máy tính bằng cách xem trên YouTube, xem video trên YouTube, đọc sách về máy tính và cho những online forum để học mọi người về những vấn đề máy tính. Dự án này bắt đầu được khởi động từ đầu năm 2021, hiện có 15 thành viên và tất cả đều là học sinh trung học. Mỗi bạn sẽ phụ trách một mảng công việc khác nhau. Ngoài trao tặng máy tính, nhóm các bạn trẻ này còn kêu gọi tài trợ đồ dùng học tập và đồ chơi cho các em nhỏ vùng cao. Cũng bởi vậy mà dự án ngày càng thu hút sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người. Dự án này nó rất là ý nghĩa, tại vì là mình có thể tận dụng được các laptop hay là máy tính cũ. Đến hiện tại thì tôi đã đóng góp được 3 cái máy tính. Và hầu hết là đều các cái máy tính là trong tình trạng sử dụng được. Tôi cảm thấy rất vui khi mà mỗi một lần đánh máy tính là các em nhỏ có thêm điều kiện, các em có thêm cơ hội để tiếp cận nhiều hơn với cả công nghệ thông tin. Đấy cũng là một cái động lực để bọn con có thể tiếp tục làm dự án đó. Mọi người cũng đã gửi sách đến, như là hiện tại bọn con cũng đang đóng góp thêm sách cho các thư viện ở các trường nữa. Mỗi lần đi thì bọn con sẽ đóng góp máy tính, sách vở, bánh kẹo cùng với cả một chút đồ chơi, cũng là trong tấm lòng của bọn con. Nhóm con đã tặng máy tính cho 7 nhà trường ở 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La và Thái Nguyên. Trong tương lai thì nhóm con muốn nhiều người trao tặng máy tính cho nhóm con hơn để giúp các bạn học sinh, để các bạn có một tương lai sáng hơn và giảm rác thải điện tử. Vâng, thưa quý vị, dự án này như một món quà đặc biệt ý nghĩa dành tặng cho những học sinh vùng khó khăn, và đây sẽ là nguồn động lực quý báu để giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Và cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn nữa những dự án ý nghĩa như thế này để giúp các em học sinh ở vùng khó khăn có thêm động lực học tập.